Đang cùng chúng tôi đến với buổi khai mạc hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 8. Hiện tại thì Xuân Quỳnh đang có mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia, và lúc này đây thì chương trình của chúng ta đã chính thức được bắt đầu rồi. Ngay bây giờ thì Xuân Quỳnh sẽ cung cấp cho quý vị một số những thông tin về hội nghị khoa học này để chúng ta cùng nắm trước khi chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vào năm 2021 thì với những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống và khiến cho chúng ta gặp phải rất nhiều những khó khăn. Và ngay lúc này đây thì vai trò của hệ thống y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực hô hấp và truyền nhiễm qua đường hô hấp, cũng đã khẳng định được một cách rõ nét và góp một phần to lớn vào công cuộc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe bệnh phổi cho nhân dân Việt Nam. Đồng thời là năm 2021, thưa quý vị, cũng là một năm đặc biệt quan trọng và đánh dấu trên chặng đường tròn 60 năm xây dựng và phát triển của hội phổi Việt Nam. Và trong 3 ngày là từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 12 của năm 2021, thì hội phổi Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hội phổi Việt Nam và khai mạc hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 8, là chương trình mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đây ạ. Và đây cũng là một sự kiện mà các nhà khoa học và các đồng nghiệp trong nước cũng như là quốc tế xem như là một sự kiện rất là trọng đại và đánh một dấu ấn khoa học chuyên sâu, mang lại một giá trị thực tiễn cao và hội tụ công sức cũng như là trí tuệ của các thế hệ trong các giai đoạn phát triển trong suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị, sự kiện mà chúng ta sắp theo dõi ngay sau đây là sự kiện chính thức 60 năm thành lập Hội phổi Việt Nam. Hội phổi Việt Nam thì được thành lập vào năm 1961 và là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam với tên gọi đầu tiên là Hội chống lao Việt Nam. Năm 2021 thì vừa tròn 60 tuổi. Quý vị thân mến, và livestream của chúng ta đang được diễn ra trên Facebook của Cà phê sáng với VTV3, trên trang Facebook của chương trình chống lao quốc gia, trên trang của Bệnh viện Phổi Trung ương và Facebook của Hội phổi Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ để cho người thân của chúng ta cũng có thể tham dự và theo dõi các thông tin của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước khi cùng đến với nội dung chính của chương trình thì ngay bây giờ Xuân Quỳnh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một phóng sự và một thông tin, một clip về tình hình bệnh phổi tại Việt Nam đang có những câu chuyện và những thông tin như thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự này. Các bệnh thường gặp ở phổi: viêm phổi, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, ung thư phổi, viêm màng phổi hay còn gọi là viêm phế mạc, thuyên tắc phổi, phù phổi, sơ hóa phổi, bệnh bụi phổi, tăng huyết áp động mạch phổi, bệnh xơ nang, hội chứng suy hô hấp, bệnh u hạt và hen phế quản. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự của chương trình. Trong đấy thì chúng ta thấy là những bệnh phổi phổ biến mà người dân Việt Nam cũng như là rất là nhiều người có thể gặp phải. Vâng, thưa quý vị, đứng cạnh Xuân Quỳnh đây là thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mãn tính của Bệnh viện Phổi Trung ương. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số những thông tin và giải thích cặn kẽ hơn cho quý vị những thông tin ở trong phóng sự vừa rồi mà quý vị vừa theo dõi. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng, thưa anh, lúc nãy thì khán giả vừa được theo dõi một clip, một phóng sự, và trong đó thì có nhắc đến một số những bệnh phổi phổ biến mà người ta hay gặp phải. Thế thì đối với những căn bệnh liên quan đến phổi thì những căn bệnh nào là thường gặp và những cái thông tin cụ thể của những căn bệnh đó là như thế nào ạ? Anh cung cấp thêm cho quý vị khán giả được không ạ? Chúng ta thấy là đối với nước đang phát triển như chúng ta thì cái bệnh hô hấp là những cái bệnh mà chiếm cái tỷ lệ khá lớn, và
và đặc biệt là trong thời gian gần đây ấy, với đại dịch Covid thì các nước như chúng ta đang chịu gọi là ảnh hưởng hai loại bệnh kép, là bệnh truyền nhiễm hô hấp và bệnh không truyền nhiễm hô hấp. Đấy, là gánh nặng bệnh tật. Bệnh truyền nhiễm hô hấp là chúng ta muốn kể đến những cái bệnh Covid, bệnh lao và một số bệnh phổi nhiễm trùng, và một số cái bệnh gánh nặng cũng rất là lớn, đó là các bệnh phổi không lây nhiễm như hen phế quản, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và một số các bệnh phổi hiếm gặp khác. Thì đấy là chúng ta bây giờ đang chịu ảnh hưởng của hai bệnh hô hấp kép. Và chúng ta có những cái phân biệt như vậy để rõ ràng hơn trong cách điều trị, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị khán giả, là khi mà đến với hội nghị khoa học lần này ở tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và trong những diễn biến tình hình dịch cũng đang còn có nhiều sự phức tạp, tuy nhiên thì tất cả chúng tôi cũng đã được test Covid và đã có kết quả âm tính, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau trao đổi và trò chuyện những vấn đề liên quan đến hội để tìm hiểu kỹ hơn nha quý vị. Xin được hỏi anh Thành thêm một thông tin nữa ạ. Trong hội nghị khoa học lần này thì nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh những điều gì ạ? Và nó sẽ có cái tầm quan trọng như thế nào để mà khán giả có thể tìm hiểu và chọn lọc khi mà tham gia chương trình này ạ? Đây là hội nghị bệnh phổi toàn quốc, đây là một hội nghị rất lớn trong chuyên ngành hô hấp của Việt Nam của chúng ta. Trong hội nghị này thì là hội tụ của rất nhiều các nhà khoa học trong nước và quốc tế, với hơn 200 báo cáo viên, bài báo cáo với hàm lượng chất xám ở trong đó phải nói là rất là cao. Hội nghị bệnh phổi này tập trung vào rất nhiều lĩnh vực, từ nội khoa về hô hấp và ngoại khoa về hô hấp. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung vào những cái bệnh trọng điểm, và ví dụ như là ung thư phổi, những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, bệnh phổi kẽ, nấm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các vấn đề về ngoại khoa, về phẫu thuật chuyên sâu, về nội soi phế quản, trong các kỹ thuật chuyên ngành trong chẩn đoán các bệnh hô hấp. Phải nói là cái bệnh phổi, hội nghị bệnh phổi đây là nơi hội tụ của các nhà khoa học rất có uy tín và với hàm lượng chất xám rất là cao từ những bài báo cáo khoa học của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Và như vậy là sẽ có những thông tin vừa chuyên sâu và vừa thiết thực tới cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngay lúc này thì hội nghị của chúng tôi cũng đã chính thức diễn ra rồi. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với nội dung chính của hội nghị khoa học lần này. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Xuân Phú. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây khi mà Thụy Vân được đứng trên sân khấu này và ở vị trí của mình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi lẽ như tất cả chúng ta đều biết thì năm 2021 quả thực là một năm vô cùng khó khăn, một năm với rất nhiều những thách thức đã tác động không nhỏ tới đại dịch Covid-19. Vậy mà ngày hôm nay đây tất cả chúng ta đang có mặt tại đây để tham dự một hội nghị vô cùng có ý nghĩa. Và một điều nữa thì khẳng định rằng rõ ràng vai trò của hệ thống y tế cũng như lĩnh vực hô hấp và truyền nhiễm đường hô hấp đã thể hiện được vai trò nòng cốt, quyết tâm dồn sức chiến đấu với dịch bệnh, đồng thời đã không quên được sứ mệnh thanh toán bệnh lao và chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Thưa quý vị, năm 2021 là một dấu mốc vô cùng đặc biệt, một dấu mốc cho một chặng đường dài tròn 60 năm xây dựng và phát triển của hội phổi Việt Nam.
Và trong suốt 6 thập kỷ trôi qua, với bề dày truyền thống và sự lớn mạnh không ngừng về quy mô và hoạt động, hội đã có nhiều đóng góp to lớn, trở thành một cầu nối vững chắc cho việc hội nhập, giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức trong chuyên ngành lao và bệnh phổi. Và tới tham dự chương trình đặc biệt ngày hôm nay, Thụy Vân xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa quý vị, về phía Tổng hội Y học Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch các hội Y học Đông Nam Á, MASEAN, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đình Ngọc Sĩ, Nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Về phía Văn phòng Chính phủ, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ, kiêm nhiệm Ủy viên Thứ trưởng Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Công Thảo, chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ. Về phía Bộ Nội vụ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tạ Xuân Tiếu, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Y tế, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế. Truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Thái, Hàm vụ Phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Về phía Văn phòng Trung ương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Cẩm Phú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng với đó là sự tham dự của lãnh đạo các hội bạn. Kính thưa quý vị, về phía Hội Phổi Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, tân Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học Khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Chí Phó Chủ tịch tham dự trực tuyến. Và kính thưa quý vị, như là Thị Vân đã chia sẻ, ngày hôm nay sự tham dự của đóng góp tham dự của hơn 20.000 hội viên, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Và chắc chắn là quý vị sẽ tự hỏi về con số 20.000 này đúng không ạ? Vâng, con số 20.000 này là bao gồm sự tham dự trực tuyến của hơn 1.000 đầu cầu kết nối với các hội viên của Việt Nam và cán bộ chống lao quốc gia từ 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin được trân trọng kính mời ông.
Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch các hội y học Đông Nam Á, ASEAN, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ, kiêm nhiệm Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Kính thưa ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng của Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ. Kính thưa ông Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Kính thưa ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Bộ Y tế. Kính thưa ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vụ cục, bộ ban ngành của Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của các hội. Kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp thân mến, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay Hội Phổi Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu không phải chỉ là mốc thời gian, mà còn là những dấu mốc về thành tựu chuyên môn, những đóng góp trên con đường thực hiện sứ mệnh của chuyên ngành lao và bệnh phổi. Thay mặt cho ban lãnh đạo và hơn 20.000 hội viên trong cả nước, tôi xin cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các vị đại biểu tham dự trực tiếp cũng như là trực tuyến với sự kiện quan trọng này. Kính chúc các vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, chúng ta đang trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Cần lắm sự chung tay và góp sức không giới hạn của toàn xã hội. Trong đó lực lượng chuyên môn về y tế như là Thủ tướng đã nói, đó là trụ cột, đó là trung tâm. Với trách nhiệm và hiểu biết của chuyên môn, cũng như kinh nghiệm hàng chục năm trong cuộc chiến phòng chống bệnh lao, một căn bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp có nhiều điểm tương đồng với COVID-19. Hội Phổi Việt Nam luôn mong muốn và đã được thực hiện một số các cái đóng góp hết sức quan trọng cùng với chính phủ, cùng với ngành y tế và nhân dân để vượt qua đại dịch. Từ việc xây dựng những hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu, điều trị các bệnh phổi nền khi mắc COVID-19, đến hướng dẫn tâm trang để điều trị chuẩn làm sao để giảm được tử vong trước khi phải vào ICU, tức là khu hồi sức tích cực. Từ việc quyên góp, từ thiện, bình oxy, máy đo bão hòa oxy hay là mặt lạ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến việc áp dụng những kỹ thuật rất hiện đại, Expert Express SARS-CoV-2, thần thánh, chúng tôi muốn nói rằng đây là một kỹ thuật rất là thần thánh, đã sớm đưa vào Việt Nam, được áp dụng và đã lập nhiều những cái thành công rất ngoạn mục, đặc biệt trong những tình huống hết sức quan trọng. Đặc biệt chúng tôi muốn nói đến một cái mô hình sàng lọc 3 lớp bảo vệ bệnh viện an toàn ứng phó với COVID-19 đã được tập huấn cho các bệnh viện chuyên khoa trong cả nước, và mô hình sàng lọc bệnh lao chủ động an toàn ứng phó với COVID-19 ở tại cộng đồng. Chúng tôi cũng xin thưa thêm, ngay tại 51 bệnh viện trong toàn quốc cùng với các đơn vị chuyên khoa thì đến giờ phút này có thể nói rằng hết sức an toàn, mặc dù với COVID-19 đã tấn công vào khu vực y tế, tấn công khu bệnh viện chuyên khoa là rất lớn, nhưng với một cái công cụ hết sức hữu hiệu, chúng tôi đã quản lý và kiểm soát được tốt. Hôm nay kỷ niệm 60 năm Hội Phổi Việt Nam với tên gọi thân thương theo tiếng Anh là VILA, viết tắt là Việt Nam Lung Association, là một ngôi nhà chung đầm ấm và sung túc dành cho tất cả chúng ta, những người quan tâm đến sức khỏe phổi cho cộng đồng, trong đó có chính bản thân của mỗi chúng ta. Đầm ấm ở đây là tình cảm tâm huyết với nghề của các thầy ở trong ngành lao, ngành bệnh phổi. Tôi cũng muốn nói thêm, nếu chưa vào ngành thì ai cũng sợ, nhưng đã vào rồi thì vô cùng tâm huyết, tình nghĩa trước sau vì người nghèo. Lúc người ta cần nhất đó chính là người nghèo mắc lao.
là đều có chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào vì điều đó. Sung túc ở đây không phải giàu, không phải vì giàu có về tiền bạc, mà giàu có về tri thức, về sự sáng tạo, về tình nghĩa trước sau. Rất hiếm có hội nào mà có văn phòng đại diện hoạt động hiệu quả từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng, là một điểm hết sức sáng tạo về tổ chức của Hội Phổi Việt Nam. Trong thời gian ngắn chúng tôi không thể kể ra hết được. Có được như vậy, chúng ta biết ơn bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh, như cụ tổ của chuyên ngành với câu nói nổi tiếng, và đó cũng là phương châm của chuyên ngành xuyên suốt trong mấy chục năm qua. Đó là chỉ có nắm vững được bệnh phổi, tình hình bệnh phổi trong nước, thì chẩn đoán bệnh lao mới bớt sai lầm. Ông đã để lại một tư tưởng, một phong cách của một bậc vĩ nhân yêu nước, thương dân. Đó là không cầu toàn, nhưng khi làm thì suy nghĩ thật kỹ với trách nhiệm cao nhất. Luôn cập nhật kiến thức nhân loại, nhưng áp dụng tối ưu vào trong thực tiễn của Việt Nam. Tôi nhớ mãi một câu nói của bác Thạch qua lời kể lại của giáo sư Nguyễn Đình Hường. Đó là nếu xe ô tô Huỳnh Quang không thể đến với các bản làng thôn xóm, thì chiếc kính hiển vi trong ba lô của người kỹ thuật viên hoặc trên ngựa thồ có thể lội suối trèo đèo đến với từng bản làng thôn xóm để phát hiện bệnh lao. Hệ thống y tế cơ sở đi từng ngõ gõ từng nhà, ba sạch bốn diệt là những điều thân quen do chính bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thiết kế, vẫn có giá trị và phát huy hiệu quả cho đến ngày nay. Ngày hôm qua VTV1 cũng đã phát cuốn phim tài liệu về bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người thầy thuốc trọng nghĩa thương dân. Những tư tưởng đó đã được kế thừa và phát triển bởi các học trò xuất sắc của ông, đó là giáo sư Phạm Khắc Quảng, giáo sư Nguyễn Đình Hường, giáo sư Nguyễn Việt Cò, giáo sư Đinh Ngọc Sĩ. Để hôm nay, trong buổi lễ trang trọng này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bậc thầy, các cô, các anh, các chị đi trước đã dày công vun đắp, làm giàu cho truyền thống quý báu trong 60 năm qua. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với bộ phim tài liệu Hội Phổi Việt Nam 60 năm vì sức khỏe phổi người Việt ngay sau đây. Một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các thầy, các cô và quý vị đại biểu đã tham dự buổi lễ của Hội Phổi Việt Nam hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và thật nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, MC. Vâng, thưa quý vị, 60 năm Hội Phổi Việt Nam vì sức khỏe của người Việt. Đó là một hành trình dài với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội cũng như là cho ngành y tế. Và Hội Phổi Việt Nam giữ một vai trò như là cánh tay nối dài của Bệnh viện Phổi Trung ương để cùng thực hiện sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là thanh toán bệnh lao và chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Bệnh viện cũng như là một cái nôi để hội phát triển mở rộng, thu hút các hội viên tham gia. Và một mặt khác là hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp có cơ sở, có cơ chế hoạt động mềm dẻo, linh hoạt hơn trong việc động viên khuyến khích cũng như là huy động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia vào công tác chống lao và bệnh phổi. Sự phối hợp hài hòa đó đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp cũng như là một kim chỉ nam xuyên suốt. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip ngắn về Hội Phổi Việt Nam. Hội Phổi Việt Nam, tiền thân là Hội Chống Lao Việt Nam, là tổ chức xã hội nghề nghiệp. Trụ sở đặt tại 463 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch hội là thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung. Ông đồng thời cũng là giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương trình Chống Lao Quốc gia Việt Nam. 60 năm qua, đồng hành cùng Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình Chống Lao Quốc gia Việt Nam, hội đã có kế thừa mang tính sáng tạo, thu được nhiều thành tựu to lớn. Hội Phổi Việt Nam đã xác định rõ sứ mệnh của mình là thanh toán bệnh lao và
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Với một tầm nhìn là một hội chuyên ngành phổi ngang tầm quốc tế. Năm 1961, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Chống Lao, Hội Chống Lao Việt Nam được thành lập theo quyết định số 66NV ngày 6 tháng 3 năm 1961 của Bộ Nội vụ. Chủ tịch hội đầu tiên là nhà giáo nhân dân, giáo sư, bác sĩ Phạm Khắc Quảng. Ông đồng thời cũng là người viện trưởng thứ hai kế tiếp bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Năm 2008, hội đổi tên thành Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam. Năm 2019, Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam được đổi tên thành Hội Phổi Việt Nam. Hoạt động của Hội Phổi Việt Nam bao gồm các hoạt động thường kỳ, đó là hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên, tổ chức hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc và hoạt động của các văn phòng đại diện. Hoạt động hợp tác với các hội chuyên khoa và hợp tác quốc tế. Hoạt động tại cộng đồng là hoạt động của Chi hội Phổi Thanh niên Việt Nam và Chi hội Phổi Phụ nữ Việt Nam cùng các chi hội phổi các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Phổi Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn và tự hào. Hội đã phát triển vững mạnh, trở thành hội khoa học hàng đầu về lĩnh vực phổi, có uy tín chất lượng cao, mang tầm quốc tế. Với trên 20.000 hội viên ở 63 tỉnh thành trên cả nước, Hội Phổi Việt Nam đã đóng góp tích cực để người dân được thụ hưởng các biện pháp dự phòng và chăm sóc sức khỏe phổi từ cộng đồng tới bệnh viện, chất lượng cao, thuận lợi. Hai năm vừa qua, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam đã chung tay với lực lượng tuyến đầu bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả như hướng dẫn phòng, chẩn đoán, điều trị về COVID, đóng góp sức người, trang thiết bị hỗ trợ vùng tâm dịch. Khi thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch, thì văn phòng đại diện của Chi hội Phổi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. Năm 2021, bước vào tuổi 60, Hội Phổi Việt Nam có quyền tự hào về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển. Hội vẫn khắc phục mọi khó khăn và kiên định với mục tiêu vì sức khỏe phổi người Việt. Vâng, thưa quý vị khán giả, đang đứng cạnh Xuân Quỳnh ở đây chính là MC Thủy Vân, người dẫn chương trình của Hội nghị khoa học ngày hôm nay và cũng là đại sứ của chương trình Chống Lao Quốc gia. Chị Thủy Vân thân mến, suốt nhiều năm là đại sứ của chương trình này rồi, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào ạ? Thực ra thì lúc nào cũng vậy, đối với Thủy Vân khi được làm đại sứ của chương trình Phòng Chống Lao Quốc gia thì đó là một vinh dự. Vinh dự là bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi cùng với những con người tâm huyết tại đây có thể sẽ có nhiều cái sự hỗ trợ để giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân lao. Bởi vì đó cũng là cách để chúng ta giúp cho cộng đồng của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Như mọi người đã biết ạ, COVID-19 nó đã tác động rất là mạnh mẽ tới đời sống của tất cả mọi người. Nó ảnh hưởng tới chúng ta cả về mặt tinh thần, cả về mặt sức khỏe và vật chất nữa. Nhưng mà mọi người cũng không tức là đôi khi mọi người lại quên mất rằng bên cạnh COVID-19, một cái căn bệnh mà hiện nay chúng ta đều nhìn thấy, thì còn một bệnh lao nữa. Bệnh lao nó là căn bệnh nó đã quá lâu rồi và dường như người ta đã quá quen với nó, và khi có thuốc để chữa thì chúng ta lại quên mất rằng là nó rất nguy hiểm nếu như nó không được chữa trị triệt để. Và những bệnh nhân nghèo của chúng ta thì họ thực sự với một cái liệu trình điều trị tương đối dài, nếu như không có sự hỗ trợ của cộng đồng thì thực sự họ không thể nào bỏ cái con đường mưu sinh của mình để chỉ tập trung vào cái việc chữa bệnh. Nhưng khi mà có được cái sự hỗ trợ của cộng đồng, của chương trình Phòng Chống Lao Quốc gia, thì họ như được tiếp thêm sức mạnh. Và đó là lý do vì sao mà Thủy Vân cho đến ngày hôm nay, sau rất nhiều năm rồi, Thủy Vân vẫn giữ vai trò là đại sứ của chương trình. Và nghe chị Vân chia sẻ thì có thể thấy được là một đại sứ gắn bó với chương trình nhiều năm, cho nên những tâm huyết và tình cảm của chị dành cho chương trình cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì ngoài những điều tâm huyết, những thông tin như vậy, những điều mà chị quan tâm như vậy, thì chị nghĩ là còn có một cái yếu tố hay những cái điều nào nữa mà khiến cho mình vẫn có thể trở thành đại sứ của chương trình Chống Lao Quốc gia Việt Nam cho đến ngày hôm nay? Thực ra thì có lẽ là Thủy Vân thấy rằng có thể trong mọi người có thể lựa chọn, trong chương trình có thể lựa chọn được rất là nhiều những đại sứ khác nhau. Tuy nhiên thì với cái sự tâm huyết của mình, với cái sự tin tưởng của các y bác sĩ của Hội Phổi Việt Nam cũng như là Bệnh viện Phổi Trung ương, thì cho đến nay thì Thủy Vân vẫn được lựa chọn để trở thành một cái người đại sứ có thể tuyên truyền. Nhưng mà Thủy Vân nghĩ rằng chắc là không một mình Thủy Vân thì không thể làm nên điều gì cả, mà có lẽ tất cả chúng ta. Thủy Vân muốn dùng cái tiếng nói của mình, dùng cái sức ảnh hưởng dù nhỏ bé của mình thôi, nhưng sẽ mong muốn tất cả mọi người sẽ trở thành đại sứ của chương trình Phòng Chống Lao Quốc gia, để làm sao đến năm 2030 chúng ta sẽ chấm dứt bệnh lao, để chúng ta sẽ giúp được cho nhiều người nghèo họ được sống một cuộc đời khỏe mạnh, có một lá phổi khỏe mạnh. Vâng.
Tôi nghĩ là đối với những khán giả, đặc biệt là những khán giả mà đang theo dõi các chương trình của Thụy Vân cũng như là đang theo dõi livestream thì cũng đồng ý với chúng ta rằng là yếu tố nữa đó là với nhan sắc và giọng nói rất là ấm áp. Không, đấy là mình nghĩ là khán giả đều có thể ghi nhận điều đó. Và chị Thụy Vân biết không là với những khán giả đang theo dõi livestream Cà Phê Sáng đó thì cũng có rất nhiều những khán giả trẻ. Chị có thể chia sẻ một vài cái điều nhắn nhủ hay những cái kinh nghiệm nào đó để mình có thể giữ được một cái sức khỏe và đặc biệt là giữ được nhan sắc cho các khán giả mà đang theo dõi Cà Phê Sáng ạ. Chắc là Quỳnh cũng như là Vân thì sẽ đều phải có một lá phổi rất là khỏe mạnh để làm sao chúng ta có được tiếng nói ấm áp nhất truyền tải tới khán giả của chúng ta, đúng không? Nói vui vậy thôi nhưng mà thực ra đấy là một lời khen đối với Thụy Vân đấy ạ. Quỳnh nói thế là Thụy Vân cảm thấy rằng là yên tâm rồi, có nghĩa là ít nhất là cái hình ảnh của mình vẫn đang có những cái tác động nhất định tới các bạn trẻ để làm sao những cái điều mà Thụy Vân mong muốn truyền tải từ cộng đồng sẽ đến được với các bạn trẻ. Còn Thụy Vân nghĩ rằng cái điều tốt nhất, cái bí quyết tốt nhất để chúng ta có thể giữ gìn được sức khỏe cũng như là sắc đẹp của mình đó chính là làm sao bất cứ một cái việc gì chúng ta làm thì chúng ta đều dành tâm huyết cho nó và chúng ta ý thức về nó. Ví dụ như việc ý thức rằng hàng ngày chúng ta phải tập thể dục này, ý thức là chúng ta uống nhiều nước này, ý thức rằng là mỗi một ngày chúng ta sẽ đến với cái công việc của chúng ta bằng niềm vui, bằng cái sự tâm huyết của mình thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có một sức khỏe tinh thần thật là sự là tốt, thậm chí tốt hơn cả Thụy Vân rất nhiều đấy ạ. Và ngày hôm nay để chúc cho chị Thụy Vân bằng niềm vui và bằng cái sức khỏe tinh thần của mình thì mình cũng sẽ thể hiện thật là tốt trong chương trình ngày hôm nay và gắn bó cùng với chương trình trong nhiều năm tới. Cảm ơn chị Thụy Vân rất nhiều ạ. Cảm ơn Quỳnh, xin được cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ với chương trình Phòng chống lao quốc gia. Cảm ơn chị ạ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa trò chuyện với Á hậu Thụy Vân, người dẫn chương trình của Hội nghị Khoa học ngày hôm nay. Thế còn bây giờ thì Xuân Quỳnh cũng sẽ giới thiệu tới cho quý vị một vị khách mời và chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin chuyên sâu hơn nữa về Hội nghị Khoa học ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được mời ông ạ. Xin được giới thiệu tới quý vị, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc của Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Xin chào ông ạ. Vâng, thưa ông là chúng ta đã tham gia hội nghị khoa học này cho đến bây giờ là đến cái phần giữa của chương trình rồi đúng không ạ? Lát nữa thôi thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên thì bây giờ các khán giả đang theo dõi livestream ở trên fanpage của Cà Phê Sáng và rất nhiều những trang Facebook khác thì cũng quan tâm những cái thông tin kỹ hơn. Tôi có thể hỏi ông một số những câu hỏi như thế này ạ. Đầu tiên là những cái thành tích mà Hội Phổi Việt Nam đã đạt được cho đến bây giờ là như thế nào ạ? Xin chào các bạn. Có thể nói rằng Hội Phổi Việt Nam năm nay là 60 năm tuổi. Nếu mà nhìn lại thì có thể nói rất nhiều những cái thành tích mà hội cũng đã đạt được. Thành tích lớn nhất mà tôi có thể kể được đấy là xây dựng được một cái hệ thống, một cái mạng lưới phòng chống lao bệnh phổi trong phạm vi toàn quốc cùng với Bệnh viện Phổi Trung ương. Tôi muốn nhắc lại là hoạt động của phổi, những thành tích của phổi đều gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện Phổi Trung ương cũng như là toàn bộ các hệ thống bệnh viện chuyên khoa trong khắp cả nước. Phần về hoạt động của hội thì chúng ta được biết rằng là vấn đề hướng dẫn, vấn đề nghiên cứu, vấn đề đào tạo liên tục để làm sao cái chất lượng của các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe phổi cũng như là những dịch vụ phòng chống lao là được đạt càng ngày càng có một cái chất lượng, càng ngày càng dễ đến với người dân và người dân được tiếp cận với tất cả những cái hoạt động đó ở tất cả mọi khắp cả nước thì đấy là cũng là một cái thành tích tôi kể đến. Còn có thể nói rằng về công tác tổ chức xây dựng mạng lưới thì Hội Phổi Việt Nam là một trong những hội có thể nói rằng áp dụng rất nhiều những điều sáng tạo. Tôi lấy ví dụ như là Hội Phổi Việt Nam có tới 3 văn phòng ở tất cả các cái khu vực vùng miền. Đấy là một điểm rất là sáng tạo. Đất nước chúng ta thì tuy rằng không là lớn nhưng mà rất là dài và đặc điểm của bệnh lý cũng như là người dân ở từng nơi một nó khác nhau. Vậy thì làm thế nào để đáp ứng được vấn đề hướng dẫn kỹ thuật, vấn đề nghiên cứu, vấn đề đào tạo như thế nào cho phù hợp nhất thì tất cả các văn phòng đều phát huy được rất là những điều đó. Đấy tôi muốn nói rằng đấy là phát triển về mặt tổ chức. Thế còn có thể nói rằng trong cái dịch Covid vừa rồi thì hội đóng góp rất nhiều. Có thể nói rằng cũng được chính phủ, các bộ y tế cũng như là cộng đồng đánh giá rất cao về sự đóng góp, kể cả vấn đề truyền thông làm thế nào để người dân hiểu. Và tôi cũng phải nói luôn rằng là về mặt kỹ thuật cũng làm thế nào để những nhà hoạch định chính sách cũng phải nắm rất là rõ cái việc đó đến can thiệp hiệu quả cộng đồng. Thì chúng tôi cũng rất là tự hào về những cái công việc mà chúng tôi đã đóng góp được cho cộng đồng. Cảm ơn ông. Thưa ông, vậy thì còn trong tương lai thì như thế nào ạ? Trong tương lai thì Hội Phổi Việt Nam của chúng ta đang có những cái kế hoạch ra sao ạ? Tương lai về Hội Phổi Việt Nam thì có thể nói rằng là cũng chung như là cái sự xu hướng vai trò của hội nghề nghiệp, xã hội nghề nghiệp. Thì cái vai trò về
chuyên môn kỹ thuật. Đây là hội nghề nghiệp mà, thì chuyên môn kỹ thuật phải càng ngày càng tốt hơn. Làm sao truyền tải được chuyên môn kỹ thuật đến cộng đồng, chuyên môn kỹ thuật đến với các hội viên, các nhà thực hành trong khắp cả nước. Tiếp theo là chúng tôi phải làm sao để gọi là thu hút được tất cả những người mong muốn để thực hiện cái sứ mệnh của Hội Việt Nam, đó là thanh toán bệnh lao và chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Thì càng nhiều người làm càng tốt. Tôi nói ví dụ như là COVID-19, thì những người mà đã từng bị COVID-19 bây giờ mà cùng với chúng ta để chăm sóc những người COVID-19 mới này thì rất là tốt, chia sẻ những kinh nghiệm có khi còn tốt hơn cả những thầy thuốc, điều đó là rất là tốt. Thế còn tiếp theo thì vấn đề là làm thế nào để hội có thể phát triển cách bền vững, giữ được một cái vai trò rất tốt. Đó, một trong những vai trò của hội đó chính là phản biện xã hội, có nghĩa là theo dõi các cái công việc để làm sao để những các cái kỹ thuật hướng dẫn thực hành chuyên môn càng ngày càng tốt hơn ở đây ở đó, rồi bảo vệ những người những cán bộ y tế, chia sẻ chăm sóc sức khỏe cho không phải chỉ là cộng đồng chung chung mà chính là mỗi chúng ta và chính là những hội viên của mình. Đối với các khán giả của Cà Phê Sáng đang theo dõi chương trình live stream của chúng ta đấy ạ, thì có lẽ là có một vấn đề mà rất nhiều quý vị khán giả đang quan tâm hiện nay liên quan đến COVID-19, mà trong chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi thì cũng đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều, đó chính là biến thể Omicron. Với cái biến thể này thì ông có nhận định như thế nào và có cái thông tin nào muốn trao đổi đến cho quý vị khán giả không ạ? Bây giờ thì có thể nói rằng là vẫn còn hơi sớm để kết luận rằng là Omicron sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tình hình chống dịch COVID-19. Thì theo như thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta đã có những nghiên cứu khá sâu và biết được những cái biến thể này nó có những các cái đột biến cực kỳ quan trọng về mặt kỹ thuật. Tôi chỉ muốn nói rằng là một trong những điều mà chúng ta mong đợi là Omicron sẽ không làm ảnh hưởng nhiều, tức là nó sẽ không gây một cái tỷ lệ chuyển nặng, hay nói một cách khác, Omicron nó sẽ không độc hại, không độc hơn là cái chủng Delta. Thì đấy là một cái mong muốn của mình, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói cái điều đó, cho nên chúng ta vẫn phải là thực hành 5K để làm sao nó không có cái sự lây lan. Ngay ở Việt Nam chúng ta cũng phải có một biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu để làm sao để cái điều mà chúng ta hiểu biết về nó khi mà chúng ta chưa biết rõ hết thì ta vẫn ngăn chặn được. Còn tôi cũng muốn chia sẻ sâu hơn một chút nữa về các cái nghiên cứu sâu, thì các cái gen mà của Omicron ấy, nó có những cái gen đột biến mà có thể thoát khỏi cái vaccine thì chúng ta chưa nói, nhưng mà thoát khỏi cái những cái công cụ mà chúng ta phát hiện bây giờ, ví dụ real-time PCR, một số những cái test mà phát hiện có một cái gen N2 thì sẽ không phát hiện được. Đấy là cái lo ngại về mặt chuyên môn sâu của chúng tôi. Nhưng mà rất may mắn là chúng ta có hệ thống GeneXpert là phát hiện cả hai gen, cho nên là GeneXpert hiện nay vẫn đang là hoàn toàn có giá trị để phát hiện. Mà GeneXpert của chúng ta thì đang phủ kín toàn quốc, thì mong rằng là cũng sẽ đóng góp của Hội Lao Bệnh Phổi cũng như Hội Phổi Việt Nam cũng như là chương trình chống lao quốc gia vào trong công cuộc chiến đấu với lại COVID-19. Như vậy là chúng ta cũng không quá chủ quan, thế nhưng mà cũng có quyền để tin tưởng, có lòng tin, đúng không ạ, về những cái điều tích cực sắp tới trong COVID-19 cũng như là trong những cái vấn đề liên quan đến lao phổi. Cảm ơn ông rất nhiều với những kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu được một số những thông tin cơ bản và cũng khá là chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến bệnh phổi Việt Nam. Cùng quay trở lại với vị khách mời mà ở phần đầu của chương trình Xuân Quỳnh đã có dịp được trò chuyện. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi thêm với anh một số những vấn đề nữa. Thưa quý vị, thạc sĩ bác sĩ Thành đến từ Bệnh viện Phổi Trung ương. Anh có thể di chuyển qua bên này một chút giúp Quỳnh được không ạ? Anh cũng đã có trao đổi với chúng ta về những vấn đề liên quan những cái bệnh phổi mà thường gặp trong đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Thế nhưng mà một trong những cái vấn đề về phổi mà hiện nay nhiều người cũng đang nhận ra, đó chính là những cái tác động về mặt môi trường, về mặt khí hậu đến cái sức khỏe phổi của chúng ta. Thế thì đối với cái vấn đề không khí và về mặt môi trường hiện nay thì anh có nhận định như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu những cái vấn đề, những cái tác động đấy đến cơ thể của mình, có những cách để điều trị tốt hơn không ạ? Ô nhiễm môi trường là một cái vấn đề gặp không phải riêng đất nước chúng ta mà có nhiều nước. Đây là chúng ta đất nước đang phát triển thì chúng ta cùng nhau bảo vệ, nhưng mà cũng không thể nào mà tránh khỏi những cái hệ lụy của nó.
Thế thì mỗi người chúng ta thì cần phải bảo vệ. Thế tại sao mà ô nhiễm môi trường nó lại ảnh hưởng tới trực tiếp cái phổi? Vì chúng ta lá phổi chúng ta là hàng ngày là chúng ta sinh hoạt, chúng ta hít thở cái môi trường không khí thì vào trong cơ thể. Như vậy là tất cả những vấn đề mà ô nhiễm thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp của chúng ta và nó tác động rất nhiều tới tình trạng hô hấp cũng như là bệnh lý về phổi. Đấy. Thế thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta vẫn phải sống với nó, chúng phải chung sống thì chúng ta có cách bảo vệ. Cái thứ nhất, ngoài vấn đề chúng ta là cố gắng làm cho cái môi trường chúng ta cùng chung tay bảo vệ một cách tốt nhất, giữ gìn nó. Cái đấy thì là chung của nhiều lĩnh vực, nhiều tác động của nhiều yếu tố để chúng ta chung tay rồi. Thì mỗi cá nhân chúng ta cũng nên bảo vệ, tự bảo vệ. Cái thứ nhất là trong cái thời điểm mà nó đang giao mùa thế này, là những người mà có những cái bệnh lý nền, người cao tuổi, trẻ em, hoặc là những người mà có những cái bệnh lý mãn tính thì rất dễ bị tác động về cái bệnh hô hấp. Cho nên là chúng ta phải biết giữ là ấm khi ra ngoài và hạn chế, đặc biệt đối với người già thì đêm ngủ, tránh gió lùa, trẻ em cũng thế. Đấy là khi tắm giặt để lau khô người, ấm thì mới ra ngoài, vân vân vậy đấy. Cái thứ hai là tự bảo vệ, cái vấn đề này cũng rất là hay. Mỗi một lần mà chúng ta đi ra ngoài về thì cố gắng tự vệ sinh bằng cái nước súc miệng, nước muối sinh lý thôi, sạch sẽ. Thì kể cả không những là bảo vệ những cái tác nhân vi sinh có thể nó đã gây bệnh cho cơ thể nói chung, và đặc biệt nó lại góp phần cho bảo vệ chúng ta tránh được cái dịch bệnh Covid rất là tốt, kết hợp với cả những vấn đề khác, 5K rồi vaccine. Đấy, cái là vấn đề như thế. Và đặc biệt là những người mà có những bệnh lý nền, bệnh hô hấp mãn tính ấy, thì trong hàng ngày thì nên theo dõi về diễn biến về khí hậu. Ví dụ như một tuần trước ở Hà Nội là có ô nhiễm không khí, thì những cái người đối tượng dễ tổn thương như thế, có bệnh lý hô hấp mãn tính như thế, người già và trẻ em thì cũng hạn chế đi ra ngoài, vấn đề đấy. Và cuối cùng chúng ta phải có cuộc sống, lối sống lành mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, để chính là nâng cơ thể lên và tránh lại, thì chúng ta chung sống một cách an toàn với cả cái môi trường của chúng ta đang có hiện nay. Ông đã có nhắc đến một ý mà tôi cũng xin được nhấn mạnh lại, đó là chúng ta liên tục cập nhật các thông tin, đúng không ạ? Và cùng xem là ngày hôm sau thì thời tiết cũng như là có cái vấn đề gì đó để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và những điều đấy thì cũng sẽ liên tục được cập nhật trên các chương trình của Cà Phê Sáng được phát sóng mỗi ngày, thưa quý vị. Vâng, và đối với những khán giả của Cà Phê Sáng ạ, thì cũng có rất là nhiều quý vị khán giả trẻ là học sinh này, sinh viên này, rồi đối tượng là nhân viên công sở, thì cũng là một cái câu hỏi thiết thực mà tôi nghĩ là cũng xuất phát từ cái sự quan tâm của chính tôi nữa đấy ạ. Đấy là đối với những người trẻ hay là có cái công việc hay phải đi ra ngoài đường đấy, thì chúng ta sẽ có cái sự quan tâm như thế nào, hay liệu là ở cái độ tuổi trẻ như vậy thì chúng ta có cần phải quan tâm, lo lắng về những cái vấn đề liên quan đến phổi không ạ? Tất nhiên là bảo vệ không những phổi mà bảo vệ cho tất cả những cái sức khỏe chúng ta nói chung ấy, thì ai cũng cần phải quan tâm, ai cũng phải quan tâm. Thì trong đó thì ở đây chúng ta muốn nói là khi chúng ta ra ngoài môi trường ấy, thì là chúng ta liên hệ trực tiếp với cả cái môi trường của chúng ta. Như vậy thì chúng ta các bạn trẻ thì cũng đừng cũng mà chủ quan. Chúng tôi nói là đối tượng dễ tổn thương là trẻ em và người lớn tuổi ấy. Nhưng các bạn trẻ mà chúng ta chủ quan ấy thì nếu mắc bệnh thì cũng rất là nặng đấy. Đấy, thì ví dụ là nếu mà một bạn trẻ nào đó mà mắc viêm phổi cũng nặng lắm chứ. Cho nên là tất cả chúng ta đều phải bảo vệ cho chính cơ thể cho mình, và chúng ta khỏe rồi thì chắc là khỏe nữa, khỏe tốt hơn. Thì đấy là tất cả những mọi thứ, thì các bạn cứ tuân thủ những vấn đề ra ngoài, chúng ta đeo khẩu trang, vệ sinh mũi họng hàng ngày, và chúng ta có cái cuộc sống lành mạnh, thể dục thể thao, rồi là nâng cao cái sức khỏe lên, thì chắc chắn thì chúng ta thì cái phổi, tôi nói là cái phổi ấy, nó là cái cửa ngõ, nhưng từ cái phổi nó yếu ấy, nó sẽ kéo theo tất cả những bệnh toàn thân khác là nguy cơ theo. Cho nên là chúng ta có hai cơ quan là phổi và tim là rất là quan trọng.
chúng ta có thể nhịn ăn một vài ngày, chúng ta nhịn uống một vài ngày, nhưng không ai nhịn thở được một vài phút và tim không thể ngừng đập được một vài giây, ví dụ như thế. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Vâng, và chúng ta cũng thấy là với những khó khăn của Covid-19 vừa rồi thì lại càng thấy quan trọng hơn được cái việc là chúng ta còn được thở, là còn được hạnh phúc, đúng không ạ? Và đặc biệt là còn được thở trong một bầu không khí trong lành nữa. Cảm ơn ông rất là nhiều với những thông tin này ạ. Vâng. Thưa quý vị, bác sĩ Thành của chúng ta cũng đã chia sẻ những cái tầm quan trọng của vấn đề không khí, của môi trường đối với những vấn đề về hô hấp và bệnh lý về phổi với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì nhiều người cũng biết rằng khi mà ở bên ngoài trời thì không khí nó ô nhiễm là một phần rồi, nhưng mà không hẳn là ai cũng biết được ngay trong chính môi trường, ở trong văn phòng, trong căn nhà thân yêu của chúng ta thì cũng có thể có những cái vấn đề ô nhiễm về mặt không khí. Nghe thì có vẻ lạ đúng không ạ? Nhưng mà đó đã chính là sự thật. Và liên quan đến điều này thì chúng tôi cũng xin được hỏi tới quý vị một vài những câu hỏi. Và những câu hỏi này nếu mà quý vị trả lời mà đúng thì sẽ có phần thưởng ạ. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị hai câu hỏi. Quý vị hãy đưa ra câu trả lời của mình trong một lần bình luận. Tức là khi mà chúng ta bình luận thì chúng ta đưa ra hai phương án cho cả hai câu hỏi luôn ạ. Câu hỏi như thế nào? Bây giờ Xuân Quỳnh xin được đọc câu hỏi, quý vị nghe rõ nhé. Nguyên nhân hàng đầu của tình trạng ô nhiễm trong nhà là gì? Phương án A, do khói thuốc lá. Phương án B, do nấm mốc, hạt bụi từ thảm, ga, rèm cửa. Phương án C, do hóa chất tẩy rửa, sơn tường, vét đi từ đồ gia dụng nội thất. Phương án D là do sáp thơm, nến, băng phiến nhân tạo có chất glycol ether. Phương án E, do khí đốt, ví dụ như là củi, chất thải cây trồng, than củi, than đá và phân, hay là dầu hỏa. Hay là phương án F, tất cả những đáp án trên. Vâng, đấy là câu hỏi đầu tiên của chúng tôi. Và bây giờ thì sẽ là câu hỏi thứ hai, quý vị tiếp tục nghe rõ ạ. Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh khi không khí bị ô nhiễm cả ngoài đường lẫn trong nhà? Phương án A, dùng khẩu trang khi ra đường. Phương án B là trồng cây xanh quanh nhà. Phương án C, tập thể dục đều đặn hơn. Phương án D là tập hít thở mỗi ngày. Phương án E là vệ sinh đường mũi họng hàng ngày. Và chúng tôi cũng có phương án F, đó là tất cả các phương án trên. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể đưa ra những bình luận của mình. Và Xuân Quỳnh cũng xin được công bố tới cho quý vị là phần quà của chúng tôi sẽ dành cho 5 vị khán giả có câu trả lời đúng nhất và sớm nhất. Chúng ta sẽ được nhận một hộp khẩu trang, một hộp khẩu trang của chương trình, một hộp khẩu trang N95 của chương trình. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với nội dung chính của Hội nghị khoa học ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là trong quá trình diễn ra Hội nghị khoa học thì chúng ta cũng có thể xem lại phần trước của live stream để theo dõi hai câu hỏi mà Xuân Quỳnh cung cấp cho quý vị và đưa ra phương án trả lời quý vị cho là đúng nhất nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với nội dung chính của buổi hội nghị ngày hôm nay. Hội phổi Việt Nam, trước đây là hội về lao và bệnh phổi, là một trong 4 cái hội đầu tiên của Tổng hội Y học Việt Nam. Và điều đó cũng đã nói lên cái tầm quan trọng của hội phổi trong cái tổng rất nhiều cái hội chuyên ngành của ngành y. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ngày xưa tư chứng là y là có lao, là một bệnh của phổi và truyền nhiễm. Và đến ngày nay chúng ta vẫn đang phải chiến đấu với căn bệnh này. Trong suốt hơn 60 năm qua thì Hội Phổi Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về tổ chức, cả về chuyên môn và đóng góp rất là quan trọng. Và đặc biệt đã gây dựng được một cái hệ thống phòng chống bệnh lao và các bệnh phổi. Và bây giờ là kết hợp và chúng ta mở rộng ra cái kinh nghiệm để mà chống các cái căn bệnh khác mà đòi hỏi vừa là kết hợp y tế với lại vận động nhân dân, kết hợp giữa cơ quan chuyên môn với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Đây là một cái điểm rất là tự hào của các cái thế hệ lãnh đạo cũng như hội viên của Hội Phổi Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn cái đóng góp hết sức là quý báu và không thể thiếu của Hội Phổi Việt Nam cùng rất nhiều các cái thế hệ cán bộ và hội viên của hội. Đặc biệt năm vừa qua thì chúng ta cùng với cả thế giới chúng ta trải qua những cái ngày tháng rất là khó khăn, nhiều khi phải dùng từ rất là khốc liệt của đại dịch Covid. Toàn ngành y tế, tất cả các hội y học, trong đó đặc biệt là hội về phổi cùng với các thành viên của mình, với Bệnh viện Phổi Trung ương và nhiều cái bác sĩ trên cả nước về phổi, về hô hấp đã là những lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch Covid. Một trong những cái biểu hiện
có thể nói là rất là điển hình của căn bệnh này, đấy là liên quan đến hô hấp. Cho nên là từ phòng thì cùng với bên truyền nhiễm, nhưng mà điều trị thì các cái chuyên gia, các cái hội viên của Hội Phổi Việt Nam có một đóng góp rất là trực tiếp, đa phần là rất thầm lặng nhưng mà hết sức quan trọng trong công tác chống dịch. Tôi mong rằng là 60 năm truyền thống thì sẽ được tiếp tục kế thừa và phát triển, và Hội Phổi Việt Nam thì sẽ tiếp tục lớn mạnh cả về tổ chức cũng như là chuyên môn, và trở thành một cái tổ chức có một cái hệ thống đều khắp và rất tin cậy, không chỉ là trong cái phòng chống bệnh lao mà các cái bệnh liên quan đến phổi và kết hợp với các cái bệnh khác để hình thành cái hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xuyên suốt từ cơ sở lên đến tận trung ương. Biệt của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Rất là cảm ơn ban tổ chức. Tôi rất là tự hào khi mà được nói về những cái tiến bộ của trong cái công tác mà đảm bảo sức khỏe bệnh phổi. Tôi đề cập dưới hai cái góc độ là tiếp cận ở cộng đồng và ở cấp độ ở chuyên khoa, thì chúng tôi đều có những cái kỹ thuật ở giữa cộng đồng, thì đó là những cái kỹ thuật để phát hiện những cái trường hợp mà lao tiềm ẩn, những cái bệnh phổi ở những cái giai đoạn sớm. Và ở tuyến chuyên khoa thì là những cái kỹ thuật để chẩn đoán những cái bệnh như là những nấm phổi, bệnh phổi tổ chức liên kết, và những cái kỹ thuật sâu hơn nữa, ví dụ như là để chẩn đoán lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc. Thì đấy là về mặt kỹ thuật. Về điều trị thì có những cái tiếp cận ở cộng đồng với một cái tham vọng là có thể để thanh toán bệnh lao ở Việt Nam. Cho tới những cái kỹ thuật rất là cao như là ghép phổi, điều trị lao kháng thuốc, lao siêu kháng thuốc, thì đã có những cái kỹ thuật, có những cái tiếp cận trong điều trị ở cái mức như vậy đối với cả cái lĩnh vực về bệnh phổi. Thưa quý vị, lúc nãy thì chị Thủy Vân, MC cũng như là đại sứ của chương trình Phổi Việt Nam cũng đã có chia sẻ rất là tâm huyết về câu chuyện là người dân của chúng ta thì đôi khi vẫn còn chủ quan, và khi nào mà người thân hay là chính bản thân mình bắt lao phổi thì mới bắt đầu là quan tâm đến những vấn đề về lao, về phổi. Thì chúng ta sẽ cần phải trang bị những cái kiến thức cơ bản như thế nào để mà khi mà gặp phải tình trạng này, hay là người thân hay những người quen biết của mình mà gặp phải, thì chúng ta cũng sẽ có thể là chia sẻ và định hướng được đúng đắn cho họ.
Đầu tiên là chúng ta cần có một cái ý thức, đó là những bệnh phổi rất là phổ biến ở Việt Nam. Thứ nhất là những cái bệnh phổi nhiễm trùng như là lao phổi, phải khẳng định. Đấy là một cái bệnh mà có từ rất lâu nhưng mà cho đến thời điểm này vẫn là một cái gánh nặng đối với cả Việt Nam. Nói như vậy để chúng ta ý thức được là nó không phải là một cái bệnh hiếm hay là xa lạ gì mà ai cũng có thể bị. Đấy. Ngoài bệnh lao ra thì Việt Nam đang là một cái quốc gia mà đang phát triển và những cái bệnh hô hấp rất là phổ biến như là viêm phổi, như là hen COPD, rồi ung thư phổi thì cái tỷ lệ đấy tăng dần theo các năm, theo cái xu hướng phát triển. Thế và cần có những cái kiến thức chuẩn về bệnh và đặc biệt là một cái ý thức đối với việc phải chăm sóc cái sức khỏe phổi. Khi có những cái triệu chứng hô hấp thì không chủ quan, ý thức được nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, với bất kỳ mọi người và với cả chính mình, và tìm tới những cái cơ sở y tế chuyên khoa để có những cái tư vấn và những cái chẩn đoán sớm. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là mỗi gia đình, mỗi người cần ý thức được trong cái việc bệnh phổi nhiễm trùng và những cái bệnh phổi như là hen, COPD, ung thư phổi, viêm phổi là rất thường gặp ở Việt Nam. Và việc mà theo dõi hội nghị khoa học ngày hôm nay thông qua các livestream ở trên các fanpage của chúng tôi thì có lẽ cũng sẽ là điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Và quý vị ngay bây giờ có những câu hỏi nào khác nữa thì cũng có thể comment, bình luận trực tiếp để chúng tôi sẽ gửi đến cho các y bác sĩ đầu ngành về phổi. Một lần nữa xin được cảm ơn ông rất nhiều ạ. Rất hân hạnh, xin cảm ơn. Quý vị thân mến, ở phần lúc nãy của chương trình thì Xuân Quỳnh đã gửi đến cho quý vị thông tin về hai câu hỏi mà chúng tôi đã chia sẻ, rằng là nếu mà quý vị trả lời đúng cả hai câu và những cái câu trả lời này sớm nhất thì chúng ta sẽ nhận được phần quà của chương trình là một hộp khẩu trang N95. Thế thì bây giờ Xuân Quỳnh xin được nhắc lại một lần nữa hai câu hỏi này để quý vị có thể nắm rõ nhé. Đầu tiên là câu hỏi số 1 ạ. Nguyên nhân hàng đầu của tình trạng ô nhiễm trong nhà theo quý vị là gì? A. Do khói thuốc. B. Do nấm mốc, mạt bụi từ thảm, ga rèm cửa. C. Do hóa chất tẩy rửa, sơn tường, vernis, đồ gia dụng nội thất. D. Do sáp thơm, nến, băng phiến nhân tạo có chất glycol ethyl. Phương án E. Khí đốt như là củi, chất thải cây trồng, than củi, than đá, phân hay là dầu hỏa. Hay là phương án F. Tất cả các phương án trên đều đúng. Chúng ta sẽ có câu hỏi thứ hai như thế này ạ. Cần làm gì để phòng bệnh khi không khí ô nhiễm ở cả ngoài đường lẫn trong nhà? A. Dùng khẩu trang khi ra ngoài đường. B. Trồng cây xanh quanh nhà. C. Tập thể dục đều đặn. D. Tập hít thở mỗi ngày. Là E. Là vệ sinh đường mũi họng hàng ngày. Hay là phương án F. Tất cả các phương án trên. Xin mời quý vị hãy cùng đưa ra câu trả lời mà mình cho là đúng nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với hội nghị khoa học ngày hôm nay. Cá nhân thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng bằng khen cho hội phổi và các cá nhân tập thể thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương. Thực hiện sự phân công, tôi xin công bố quyết định và thực hiện nghi thức trao tặng hình thức khen thưởng của nhà nước cho các tập thể và cá nhân. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ số 2076/QĐ-TTg Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2021 quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức chính phủ, căn cứ luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tờ trình số 1952 ngày 3 tháng 12 năm 2021 và trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương tại tờ trình số 3092 ngày 7 tháng 12 năm 2021 quyết định điều 1 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Phổi Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong nhiều hoạt động phòng chống lao cho cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 2. Cho khoa nội tổng hợp Bệnh viện Phổi Trung ương. 3. Khoa nhi Bệnh viện Phổi Trung ương. 4. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa vi sinh và Lamo chuẩn quốc gia Bệnh viện Phổi Trung ương, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3, Bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Hội Phổi Việt Nam và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Xin các quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay chúc mừng cho Hội Phổi và các tập thể cá nhân. Sau đây là phần trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời Ban chấp hành Hội Phổi Việt Nam lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Trung tướng Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. Xin trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen của Chính phủ. Xin trân trọng mời. Mời các thầy. Trân trọng kính mời tiến sĩ Hoàng Thanh Vân, trưởng phòng tổ chức tổng thư ký Hội Phổi Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trung Quyền, Bộ trưởng Bộ Khoa giáo Văn xã Văn phòng Chính phủ, người quyền của Thủ tướng Chính phủ lên trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Phổi Việt Nam. Xin chúc mừng cho Hội Phổi Việt Nam và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trương Quốc Luận, Bộ trưởng Bộ Khoa giáo Văn xã Văn phòng Chính phủ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện khoa nội Bệnh viện Phổi Trung ương, xin trân trọng kính mời đại diện khoa nhi Bệnh viện Phổi Trung ương và xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa vi sinh và lao bua chuẩn quốc gia Bệnh viện Phổi Trung ương lên vị trí danh dự để đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ lên trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể và một cá nhân của Bệnh viện Phổi Trung ương.
trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quốc Thác, cục trưởng cục khoa công nghệ và đào tạo Bộ Y tế, và xin chúc mừng cho Khoa Nhi, Khoa Nội và cá nhân Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng. Phần trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Phổi Việt Nam và hai tập thể và một cá nhân của Bệnh viện Phổi Trung ương đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Của Tổng hội Y học Việt Nam xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Kính thưa các quý vị khách quý, quý vị đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Được sự phân công của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân Hội Phổi Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Tổng hội Y học Việt Nam số 554 ngày 8 tháng 12 năm 2021. Quyết định tặng bằng khen của các tập thể và cá nhân Hội Phổi Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Căn cứ Nghị định số 45 ngày 24 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động quản lý hội. Nghị định số 33 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45. Căn cứ quyết định số 302 ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tổng hội Y học Việt Nam về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng, xét tờ trình của Hội Phổi Việt Nam, xét đề nghị của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký trưởng ban thi đua khen thưởng của Tổng hội Y học Việt Nam, quyết định tặng bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam cho 15 tập thể và 35 cá nhân Hội Phổi Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc công tác hội năm 2021 có danh sách kèm theo. Điều 2, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký trưởng ban thi đua khen thưởng của Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam và các cá nhân tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên đã ký. Tôi xin công bố danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân của Hội Phổi Việt Nam. Tập thể 1. Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. 2. Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. 3. Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 4. Chi hội thanh niên Hội Phổi Việt Nam. 5. Chi hội phổi Nghệ An. 6. Chi hội phổi Bệnh viện 71 Trung ương Thanh Hóa. 7. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. 8. Chi hội phổi Bệnh viện 74 Trung ương Vĩnh Phúc. 9. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 10. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Nam Định. 11. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Hải Dương. 12. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Hải Phòng. 13. Chi hội phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa. 14. Chi hội phổi Bệnh viện Phổi Phú Thọ. 15. Chi hội phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Các cá nhân: 1. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. 2. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. 3. Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quyết, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam,
Giám đốc Học viện Quân y. 4. Thạc sĩ Phạm Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. 5. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. 6. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh. 7. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện Hải Phòng. 8. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Duy, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. 9. Tiến sĩ Hoàng Thanh Vân, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường vụ Hội Phổi Việt Nam. 10. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phổi Việt Nam. 11. Thạc sĩ Vũ Văn Thành, Trưởng khoa Bệnh phổi mãn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương. 12. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. 13. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. 14. Thạc sĩ chuyên khoa 2 Mạc Huy Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Phòng. 14. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Lực, Ủy viên Thường vụ Hội Phổi Việt Nam. 16. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Bá Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện 103, Ủy viên Thường vụ Hội Phổi Việt Nam. 17. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, Trưởng khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 18. Tiến sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 19. Bác sĩ chuyên khoa 1, Thạc sĩ Trần Trọng Danh, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận. 20. Bác sĩ chuyên khoa 2, Dương Văn Toán, Giám đốc Bệnh viện Phổi Nam Định. 21. Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. 22. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. 23. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hà, Chi hội trưởng Hội phổi Thái Nguyên, nguyên trưởng bộ môn Lao của Bệnh viện Phổi Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. 24. Thạc sĩ Vũ Xuân Hòa, Thư ký Văn phòng Hội phổi Việt Nam. 25. Dược sĩ Đào Phạm Trần Mộng Thảo, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 26. Điều dưỡng Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Thư ký Văn phòng Đại diện thành phố Hồ Chí Minh. 27. Bác sĩ Phạm Thị Huệ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Thư ký Văn phòng Đại diện tại thành phố Hải Phòng. 28. Cử nhân Vũ Thị Thúy Hương, Thư ký Văn phòng Đại diện tại thành phố Hải Phòng. 29. Cử nhân điều dưỡng Vũ Thị Thu Thảo, Thư ký Văn phòng Đại diện tại thành phố Hải Phòng. 30. Thạc sĩ Hoàng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao Bệnh viện Phổi Trung ương. 31. Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Anh, Trưởng khoa Thăm dò phục hồi chức năng Bệnh viện Phổi Trung ương. 32. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ, giáo vụ bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược Thái Nguyên. 33. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ma Thị Hường, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. 34. Thạc sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Phổi Nghệ An. 35. Bác sĩ Phạm Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Phổi Nghệ An. 36. Bác sĩ Vũ Hữu Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Phổi Nghệ An. Xin đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và các cá nhân đã được tặng bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam. Sau đây là phần trao bằng khen. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các tập thể được nhận bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam lên bục danh dự để nhận bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời văn phòng đại diện của Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Thanh niên Hội Phổi Việt Nam, Chi hội Phổi Nghệ An, Chi hội Phổi Bệnh viện 71 Trung ương Thanh Hóa, Chi hội Phổi Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Chi hội Phổi Bệnh viện 74 Trung ương Vĩnh Phúc, Chi hội Phổi
Định, Chi hội Phổi Bệnh viện Phổi Hải Dương, Chi hội Phổi Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Chi hội Phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa, Chi hội Phổi Bệnh viện Phổi Phú Thọ và Chi hội Phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời các tập thể. Và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế lên trao bằng khen. Cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam lên bục danh dự để nhận bằng khen ạ. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quyết, Thạc sĩ Phạm Tiến Thịnh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Ngọc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Phục. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Duy, Tiến sĩ Hoàng Thanh Vân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phú, Thạc sĩ Vũ Văn Thành, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hồi, Thạc sĩ Mạc Huy Tuấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Lực, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Bá Thắng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, Tiến sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Trọng Danh, Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Văn Toán, Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lưu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Dược sĩ Đào Mộng Thảo, Dược sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bác sĩ Phạm Hùng Huệ, Chủ nhân Vũ Thị Thúy Hương, Chủ nhân điều dưỡng Vũ Thị Thu Thảo, Thạc sĩ Hoàng Thủy, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Anh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Ma Thị Đường, Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khánh Toàn, Bác sĩ Phạm Văn Huy và Bác sĩ Vũ Hữu Tâm. Tôi xin chân giới thiệu và trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế lên trao bằng khen cho các cá nhân.
trọng cảm ơn Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và xin chúc mừng 15 tập thể và 36 cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Y học Việt Nam. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả các tập thể cá nhân đã được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài hát mà Thụy Vân nghĩ rằng có lẽ nếu với những ai đã từng tham dự những hội nghị, những sự kiện của Bệnh viện Phổi Trung ương thì chắc chắn đã biết tới tác phẩm này rồi ạ. Vâng, một sáng tác của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung. Chúng ta sẽ đến với bài hát Victory vì một ngày mai. Và tiết mục này sẽ do hợp ca nam nữ viên chức của Bệnh viện Phổi Trung ương trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, có một điều rất đặc biệt trong tiết mục này mà Thụy Vân ngay sau đây sẽ tiết lộ với quý vị. Đó là Thụy Vân xin được trân trọng kính mời tác giả của bài hát Victory vì một ngày mai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam sẽ lên thể hiện ca khúc này với tất cả cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Phổi Trung ương. Xin được trân trọng kính mời ông. Trên nền y tế
của nước nhà. Và đồng thời ngày hôm nay chúng ta cũng đã tranh thủ hỏi thêm được vài kiến thức rất là thiết thực, hữu dụng và những kiến thức chuyên sâu nữa để cùng nhau tìm hiểu về vấn đề liên quan đến bệnh phổi. Và quý vị thân mến, ở phần giữa của chương trình thì Xuân Quỳnh đã gửi đến cho quý vị hai câu hỏi. Và Xuân Quỳnh cũng chia sẻ là nếu mà quý vị trả lời đúng hai câu hỏi này thì chúng tôi sẽ gửi phần quà đến cho năm vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất. Bây giờ chúng tôi đã có được kết quả được cập nhật từ ban tổ chức rồi đây ạ. Xuân Quỳnh xin được công bố tên Facebook của năm vị khán giả đã trả lời đúng hai câu hỏi này. Đó là vị khán giả Bộc Minh, Vi Thảo, Én Nhỏ, Cương Mạnh và Nguyễn Hoàng Hiệp. Vâng. Xin được chúc mừng các vị khán giả đã trả lời đúng câu hỏi này và nhận phần quà của chúng tôi là một hộp khẩu trang N95. Xin được mời các khán giả chúng ta hãy inbox vào trong fanpage của Cà Phê Sáng thông tin của mình này, địa chỉ này, điện thoại để cho chúng tôi có thể gửi những phần quà này đến cho quý vị. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.